Bây giờ này nhá. Thôi ngắn gọn lại là con cảm ơn bác. Nhất trí. Bây giờ là bác chúc kèo thành công, vui vẻ hoan hỉ đúng không? Đấy. Thế thì như này nhá. Con chúc bác đi tốt thùng mền. Con chúc bác và Đình thật nhiều sức khỏe, tạo được bình an. Trong quá trình sử dụng, ví dụ có lỗi gì bác cứ điện cho con. Nhất trí. Đấy, vì con bác sửa xe rồi, bác con cũng phải, kể cả con bác mà ví dụ về nhà có lỗi thì con bác sửa, con bác trả tiền cho con bác để con bác bảo hành chính cho bác luôn. Nó vui vẻ thế cơ mà. Một người bố có con sửa xe nhưng vẫn chung tin tưởng Trung Kiên, mà nhà Trung Kiên nào mà anh em biết rồi đúng không? Thế này con xin phép, con xin cái mic á. Xong rồi. Mới thôi bác ạ, con bảo này. Con rất muốn uống nước nhưng mà thực sự là nó thật bác. Bây giờ phải đi giao xe tiếp. Nó bận rồi. Bác điện cho con bác chuyển tiền này được. Để con đọc số tài khoản cho. Đang quay hết cái mic. Bác vào Zalo đi, con đọc, con ghi số tài khoản này được. Vào Zalo của chú gì? Vào của bác ấy, mấy con bác ấy. Thì con sẽ nhắn tin cho anh ấy thì anh ấy chuyển. Mà chưa em thì đây nhìn của máy này được không bạn? Đây không tin bác đây ạ. Xe số thì xiết tôi đây. À nhẹ em này thì em làm máy đây nhưng mà em chỉ sửa xe cỏ xe kiếc được, mà đây có này thì em đang làm hơi làm máy đây. Ờ đấy thì thực ra xe uy này xe gì cũng giống nhau mà, chẳng qua là bên nhà mình nhiều đồ có đồ thôi đấy đấy. Ok thế trước hết là cứ cảm ơn anh em. Bây giờ là đấy, tôi có Zalo số này, bạn cứ kết bạn với tôi, rảnh thì kết bạn Zalo số này với tôi nhá. Theo dõi tôi, sau này ví dụ bố cần đồ gì thì tôi gửi đồ cho, tôi bảo bạn là bạn cứ thêm nắp cho bố bạn thôi. Vì bố bạn chỉ mua bản trải nghiệm thôi. Sau này thêm tiền mua cái gì thì bạn nắp vào cho bố bạn nhá. Vâng, có gì em sẽ chuyển tài khoản cho bác. Ok, cảm ơn nhá, công việc đi. Đấy, chốt kèo, đây bố đây. Ok, bố nói một câu đi, đây này, nói chuyện với bố này. Đấy, nói chuyện với bố. Ok. Đấy. Ô tô chào bác trai ở Hưng Yên nhá. Bác là quê gốc ở Tuyên Quang. Thì hôm nay bác có bảo là bác về quê ở Hưng Yên, thì cháu mang xe cho bác Hưng Yên cho bác, để bác đi xe khách về luôn. Thì đây, cháu đang ở trạm thu phí của cầu, gọi là cầu gì đây nhỉ? Cầu Tân Đệ, à không phải, cầu Tự Dưng Quên đấy. Anh em tự dưng quên cái cầu này rồi. Đấy em là đang ở trạm thu phí từ Đồng Văn Sang, cách nhà bác còn 11 cây nữa. Thì bác ở Tuyên Quang về, bác có 3 giờ có mặt ở nhà. Thì bây giờ mấy giờ? Bây giờ có 2 rưỡi thôi. Đấy. Thì bác gửi địa chỉ cho em rồi. Bây giờ em về đây. Đấy thì anh em đợi cái kết để xem em giao nhà bác con xe này có thành công hay không. Đây là thành phố Hưng Yên, chào tất cả anh em nhá. Đấy nhìn cái cột này là anh em biết là đúng Hưng Yên rồi. Đấy, nhất kinh kỳ nhì phố Yến này anh em nhá. Đấy, bác trai Hưng Yên đợi em nhá. Đấy. Bây giờ là em còn cách nhà bác khoảng 7 cây nữa thôi. Hành trình giao xe của em đây này. Thấy xe đây anh em nhá. Đấy, xe đây, Win 100, bản trải nghiệm, dọn full mới, giá chỉ từ 26 triệu. Ra khỏi vòng xuyến, vào tô hiệu. Đấy. 500m nữa, tiếp tục đi thẳng qua cửa hàng ống nhựa Hoa Viên để vào tô hiệu, quốc lộ 39A. Ok anh em nhá, để em đến nhà bác em quay video tiếp. Tô chào anh em nhá, em đã lên đến cái làng đây rồi. Làng này làng gì đấy mà hơi mờ này. Xã Thiên Phiến, huyện Tiên Nữ. Đấy, Hưng Yên, rồi, vào đi. Đến nhà bác đây rồi anh em nhá. Anh em đợi cái kết này. Đây cái kết. Alo. Em vào trong cổng rồi, em vào trong cổng làng rồi. Cổng làng chưa là thế thì đi cái cổng làng gọi là làng văn hóa kìa. Đúng rồi, em đi cổng rồi, vào được 100 mét này này, xe xanh xanh đây này. Bác này. Lùi lại tôi đã. Nếu không thì đi vòng một tí cái hỏi bảo nhà thằng Hoan Hiệp chỗ nào thì nó chỉ cho nhá. Hỏi nhà Hoan Hiệp á? Rồi cứ bảo thế là nó người ta chỉ cho. Ok bác, ok, đi. Bác ơi cho hỏi nhà Hoan Hiệp ở đâu ạ? Nhà Hoan Hiệp ấy. Hoan Hiệp. Hoan Hiệp. À Hoan Hiệp đi lối kia. Đi lối kia thì dễ hơn. Lối này thì là anh này phải phòng. Hoan Hiệp ở Sơn A đấy thì. Vâng, đúng rồi. Thì bây giờ đi ra trước cửa Ủy ban. Xong là đi đến ngã ba thì rẽ trái. Đến cái cửa. Trái không là đều qua cái thăm ma thì lại gọi cho nó. Vâng, ok bác. Nhiều em từ 26 triệu trở lên thôi. 26 triệu. Alo. Có phải nhà Hoan Hiệp ở Sơn La không? Rồi nhưng mà tôi là anh nói là cứ đi lối đằng ấy được, mà nếu không thì quay lại cái cổng làng ấy. Đây bác chỉ đường đi. Bác ơi bác chỉ đường luôn đi. Bác ơi bác chỉ đường luôn đi. Đây cháu đang ở đây, đến ủy ban rẽ trái đúng không? Đi. Alo. Bác gửi cho em cái vị trí. Em đã bảo bác gửi cho em cái vị. Ok, thế bác đứng ở đường to đúng không? Ok, để bây giờ quay lại là rẽ phải đúng không? Không. Ok.
Hôm nay sau một hồi tìm kiếm đã tìm thấy bác đây rồi nhá. Bác đây này anh em này. Đấy, bác đây rồi. Ok, đây, ngay trong nè. Em bảo bác là gửi cái vị trí đi. Em bảo bác gửi vị trí đi cho nó dễ. Chung Kim Moto chào anh em nhá. Em đã lên nơi đây rồi. Em kẹp mic vào đây cho bác em nói. Đấy. Đây, nó quay cho xuống nhá. Quay thực tế nhất đi. Những video tinh tế nhất, thực tế nhất, chân thực nhất. Đấy, giao xe. Ờ, bây giờ bắt đầu xe đến chú đang cho xuống xe, xong một tí nữa chú cho cái ấy để chuyển khoản nhá. Ừ, có cái gì bố thì quan trọng là niềm tin thôi. Thật. Thế thôi. Đây là để bố gọi Zalo nhá, xong rồi xem nó có được không nhá. Gọi Zalo đi. Đúng rồi. Cứ gọi Zalo cho nhỉ. Thôi. Bố mày đã xác định được là được, còn ngoài ra thì khỏi phải nói. Đó. Dán hết ni lông rồi. Dán ni lông. Nhất trí. Đây, lỗ con này không dẻo mấy nhưng mà sướng nhá. Từng tiếng luôn. Xoay xung xung máy, đưa đăng ký là xoay xung để bác yên tâm nhất mà. Không ra. Từng tiếng anh em nhá. À, sướng. Bác về cứ bất kỳ vấn đề gì vẫn điện cho cháu nhá. Đây ta xoay xong. Đây bác nhìn hộ cháu này. Bác, đây bác cầm lên xong cháu đọc thì nó sẽ chuẩn hơn. Đây nhá. Cô khung này, đuôi là 150870. Đấy 150870 rồi. Đây số máy này. 2250650. 2250650. Cái này là cái đấy, 7 chỗ vào đây là thoải mái rồi. Ừ, vào, thực ra vào tận đây được mà. Cái góc này, cắt cái góc này xin này. Cái ô tô vào đây được rồi. Anh em ở đây cái kết nhá. Đây là quay vào thực tế này, vườn cây nào đây. Cái nhà như này, thật thấy ăn, đất này dạ. Thực ra có tiền về quê sướng, đúng không? À, có tiền về quê này là sướng yên sức, đúng không? Trước là tôi đi rồi trong này. Đây là bỏ không. Để không ạ, không ai ở. Vâng, tôi ở trên. Nhưng mà ý là bây giờ là qua nhà không có bà. Có đấy, bà già tôi vừa đi đạp cái xe đạp ra. À, đấy là mẹ. Cái nhà này của ai? Của em trai. Nhà của thằng em trai, nhà tôi. À, tôi mà vừa cũng già. Ngọc có nhìn cái thế đẹp không? Được. Ok, bên này nha bác nhá. Bác ơi nhá, cái bình xăng của bác này ký tên này rồi. 50 năm sau, 1000 năm sau thì vẫn là bình xăng của bác. Đấy, đúng như anh em mình nói nhá. Đấy. Còn bác yên tâm là về vấn đề bác cần chỉnh sửa cái gì thì em chịu trách nhiệm cái đấy cho bác. Bác cái gì trưng bác nói thẳng. Đấy. Lốp là mới tinh hết, vài nghìn đô. Đó. Còn cái gì để bác. Tức là kể cả bác về nhà rồi, bác đi chương bác nghiêm cho em.
Bác hiểu đi em ạ? Vì con bác là thợ sửa xe. Đấy, con bác là thợ sửa xe thì có nghĩa là cũng không thể nào mà giả dối được. Đấy, chỉ cần con bác không hiểu, ngầm hiểu với nhau được một điều là cái giá trị bác bỏ ra tầm đấy thì nó được như thế. Còn để một chiếc hơn nữa thì nó vô giá. Yên này. Cái yên này là cái vét này nhá mày nhá. Là mới tinh. Bác đi tự nó sẽ tăng nét này. Nếu không tăng nét 1 đến 10. Rồi thôi thôi. Chẳng vấn đề đâu có nói. Cái bình này chuẩn rồi. Khóa một chiều. Kiểm tra. Bác điện cho em bao nhiêu cuộc thì nhớ nhưng mà không gọi được đúng không? Bác mở ra nhìn bên trong. Không có nhìn luôn. Mở ra đi mất xem. Mở ra nhìn bên trong sao đúng nó tả không? Nó quay đấy. Cái lòng bình của bác như thế này mà. Anh em nhìn này. Đó, lòng bình đây nhá. Sáng quắng. Đó. Còn chưa hợi thì trong đây vẫn còn mà nhá. Chưa hợi vẫn còn. Anh giấu hết. Nắp cũng là nắp zin luôn. Khóa cổ đây. Khóa cổ đây mà nhìn. Nhá. Khóa cổ này. Đấy. Mấy khi khóa cổ. Không, nhưng mà vẫn phải có đây này. Cắm đấy. Riêng nhà tôi này cắm dựng xe thì cắm chìa khóa cả ngày. Nhà thu của bác có nhìn này. Chân phương mọc hết nhá. Còn bác đi, quá trình bác đi, con bác thợ xe bác biết. Nếu có vấn đề bác điện cháu cho sẵn sàng gửi đôi khách cho bác. Bao giờ ưng thì thôi. Đấy là cái hộp khách đúng không? Đấy. Còn củ máy đây nhá. Bác cứ hỏi con trai bác xem củ máy này được không? Có cái gì để lăn tăn bác cứ nói thẳng. Em rất thích là phải xoay. Và cứ trình bày quan điểm là bác cái này bác chưa ưng lắm. Các cháu cố gắng hoàn thiện để con xe xong. Chứ bác thì bình thường. Đấy. Đấy mới là câu chân tình. Tôi thì bản thân tôi ấy thì rất đơn giản. Vâng ạ. Tôi dễ tính lắm. Thật. Không cháu biết nữa. Nhưng mà ý tôi là tôi thích. Thế thôi, còn là với tôi đã thích rồi thì kể cả rồi. Là bất kể là một cái có gia đình thế thôi. Vâng. Tức là ý bác này ví dụ có sơ suất thì ý bác ok bác dễ thôi, nhưng mà rồi. Với quan điểm của cháu ấy bác dễ cho cảm ơn, nhưng có những cái cháu muốn bác góp ý để cho hoàn thiện hơn, nhưng nó ok rồi thì thôi. Đây này, em nhìn luôn này. Đấy này. Êm mái luôn nhá. Đấy. Yên tĩnh luôn này. Vì cái win này quan trọng cái thuộc bác nhìn cái tay lái này. Mềm này. Bác thích mềm nữa cũng được nhá. Bác thích mềm nữa chỉ bảo con bác vặn này phát nhẹ phát là sao. Đấy, mềm nữa. Đấy này. Đấy mềm chưa? Cái win nó đẹp nhất là cái đấy. Tiếng máy nổ này. Đây này. Cháu Ngọc quay xe máy này anh Ngọc ơi. Cháu bảo bác này nhá, vì bác bị đây giận này, bác chưa giận chuẩn đây nhá. Bác mở đây ra. Bóp côn này. Bác hạ xuống nửa đấy thôi. Nó vẫn còn số đó. Vậy máy chưa phải hết số đâu. Đấy. Lâu rồi không đi trong này. Bác chưa hết số đâu vậy bác. Cho hết cả số 1 này. Rồi. Đây nhá. Tất cả anh em nhá. Nếu bác giận thì phát này. Nếu một tắc bình thường ok. Nhưng đôi khi lúc đây là em sẽ giận. Cố tình bác trượt nhá. Để bác giận này. Có khi trượt thế này phát lên. Đúng không? Nhìn này bác. Quay cháu này. Bóp cái côn này nó xuống này. Nhẹ không? Bác cho xuống nửa giận này thôi. Nửa giận thôi nhá. Bác nhìn này. Nửa giận đã nổ rồi này. Mà không bị bật lại vả lại. Đúng nửa giận này, bác giận nửa phát lổ luôn này. Đấy, bác không đi bật. Đấy. Đây bác nghe tiếng máy luôn nhá. Bác nghe tiếng máy luôn này. Đây, bịt bô lại cho bác nghe này. Đây bịt bô này. Không phải tự động. Này nhá bác nhá, xong là để con bác chuyển khoản cho nó dễ. Bác đứng đây gần cho con. Đăng ký bác cầm rồi đúng không? Đúng rồi. Chụp cái mô tô cho anh em nhá. Đây là một hồi, đây là một cái kết. Tức là quan điểm của em là em luôn luôn giao xe tận nhà khách, khách đi thử, khách kiểm tra, khách cảm nhận, khách ưng khách mới trả tiền. Thì đây là bác Hợi, nhà bác gốc ở Tuyên Quang cơ. Nhưng mà đây là nhà gốc của ông bà đúng không ạ? Vâng. Thì bác có về đây để bác vừa là thăm ông bà, vừa là để nhận chiếc xe này. Và bác đi ô tô và cho xe khách để đi lên đấy luôn. Đấy. Hoặc là hôm nào con trai bác này, là từ Hà Nội, con trai bác cũng sửa xe máy à?
Vâng, con tôi định sửa xe. Đấy, thì về đây hai bố con đi Phật về đấy luôn, coi như trải nghiệm luôn. Thì trước hết con hỏi bác là lúc bác mua xe nhà con là không quên biết nhau, và bác xuống nhà con, xuống nhà con đặt là rất đơn giản trong vánh luôn, là đặt cho bác cái chiếc trải nghiệm, đúng không? Và gần đây nhất bác có đến nhà con và bác thêm đồ là thêm bình xăng, thêm thụt và thêm yên, đúng không? Thì là ok. Thì bây giờ bác nhận xe bác đã cảm thấy hài lòng chưa? Có điều gì muốn góp ý với cả không thì con còn rút kinh nghiệm cho khách hàng sau. Tôi thì mua thì là lúc mà mua thì cái xe thì nó lúc bấy giờ 25 triệu. Vâng ạ. Xong rồi tôi chỉ có vào cái lúc bấy bảo vào cái củ hơi xịn này. Rồi, đúng rồi. Là 26 triệu. Đúng rồi. Nhưng còn tôi sau đó là củ hơi xịn đấy nhá. Đấy, đây là sờ đây có cái dấu này mà này. Đấy, ta sờ dưới đấy có cái đấy. Đấy đúng rồi. Sờ đấy mới biết được. Rồi tiếp tục nó nói đi. Thì sau đó thì tôi vào thêm cái bình xăng. Rồi. Đây này. Hồi xịn một chiếc A mà ở dưới này. Đấy. Đấy. Riêng vì bác dặn con là con làm chuẩn rồi. Rồi tiếp tục đi bác. Vào bình xăng. Tôi vào cái bình xăng với lại vào đuôi thụt trước, và vào đuôi cái yên. Đấy thế thôi đúng không? Thế thôi. Thì ý con nói là trải nghiệm bản đấy, nhưng bác thích vào cái gì thì con đọc giá phải kể cả ký tên hết rồi. Thì bây giờ đã chuẩn chưa? Có gì chưa không ạ? Bác cứ nói quan điểm của bác Trưng. Cái gì? Nói chung là như thế này là được rồi. Được rồi. Đơn giản còn thôi. Còn mỗi cái là tôi chỉ muốn thêm cái đôi bảo hiểm cũng như trước tôi vào cái bảo hiểm. Ok. Đấy, cái bảo hiểm thì hiện tại nó đang bị hết hàng. Nên con sẽ tặng bác này. Con vẫn tặng bác rồi đúng không? Là bác gửi địa chỉ. Con sẽ ship cho bác. Bác chỉ ra bạn bán là xong. Vâng. Vì nó đang bị hết hàng. Vâng. Kể cả cái tay này đầy người đang đặt mà không hàng. Bác hiểu ý không ạ? Cái này hiện tại đang hàng. Như con hứa bác này. Nhưng cái đó đơn giản đâu, nó chỉ có 50, 100, 200, 100, 150 thôi. Nhưng con yếu bác, đấy là danh dự. Đấy. Thì bây giờ quan trọng vấn đề vẫn là còn mic không? Ủa tắt mic rồi đúng không? Tắt đi xem nào. Mất mic rồi. Chết pin rồi. Tức là đây là nhà mới ba đun nước à? Nhà tôi thì ở dưới kia, đây là nhà thằng em chú. Một nhà mẹ một con là như nào? Thế anh... Là tôi mới... Bây giờ là bố tôi mất rồi mà mấy thằng em là nó đi xa. Vâng ạ. Còn có hai mẹ con ở nhà. Vâng. Mic rồi nè, quay hết mic. Bác nhá, bây giờ này nhá. Thôi, ngắn gọn lại là con cảm ơn bác. Nhất trí. Bây giờ là bác chúc kèo thành công, vui vẻ, hoan hỉ đúng không? Đấy, thế thì như này nhá. Con chúc bác đi tốt thùng mền. Con chúc bác và đình thật nhiều sức khỏe, thật là bình an. Trong quá trình sử dụng, ví dụ có lỗi gì bác cứ điện cho con. Nhất trí. Đấy, vì con bác sửa xe rồi, bác con cũng phải... Kể cả con bác mà ví dụ về nhà có lỗi gì con bác sửa, con bác trả tiền cho con bác để con bác bảo hành chính cho bác luôn. Nó vui vẻ thế không ạ? Một người bố có con sửa xe nhưng vẫn chung tin tưởng Trung Kiên, mà nhà Trung Kiên nào mà anh em biết rồi đúng không? Thế này con xin phép, con xin cái mic á. Xong rồi mới thôi bác ạ. Con bảo này, con rất muốn uống nước nhưng mà thực sự là nó thật bác, bây giờ phải đi giao xe tiếp, nó bận rồi. Bác điện cho con bác chuyển tiền này được để con đọc số tài khoản cho. Đang quay hết cái mic. Bác vào Zalo đi, con đọc, con ghi số tài khoản đây thôi. Vào Zalo của chú gì? Vào của bác ấy, mấy con bác ấy. Thì con sẽ nhắn tin cho anh ấy, thì anh ấy chuyển. Bác rất là thật thà, chân chất. Nói chuyện rất là ok, bình thường, nhẹ nhàng. Tôi vào Zalo của con thôi nhá. Vâng. Không, để cháu gửi ra cho. Đây, cho bảo là. Đây, cháu gửi này. Cháu nhắn tin là con chuyển khoản cho vào số tài khoản này đúng không? Đây, con chuyển khoản số tài khoản này. Của bác tổng là bao tiền nhỉ bác nhỉ? 37 triệu 500. Thì bác cọc cho con bao nhiêu rồi? Cọc 10 triệu rồi. Và còn 27 triệu 500. 27 triệu này. Đây, 500 này. Đấy, 0358444888. Ngân hàng mà B. Rồi cứ thế là nó khắc nhà là tôi bảo dặn nó rồi mà. Tên Kiên. Tên Kiên. Bác yên tâm là có chuyện thừa biết nhà con ở đấy. Đây gọi lại này. Alo. Đây nha em chuyển cho anh cái số tài khoản ngân hàng MB, tên anh, số điện thoại anh luôn nhá. Đây em nói chuyện với bố xem ưng chưa này. Đây để cho thoải mái này không đấy. Đây đây. Đó. Kể cả sau này về bố nhận rồi. Có vấn đề gì cũng yên tâm. Còn bố đã chấp nhận rồi thì đấy mày chuyển vào cái số 27 triệu 500 cho bố nha.
mà mày chuyển vào cái số tài khoản mà vừa gửi ấy cho bố. Đấy mày chuyển đi xem là để đây. Anh ơi em bảo này. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Thằng ấy nó ít tuổi mà sinh năm 92. Ờ để. Ờ thế thì anh 88, anh bảo này. Anh em mình đều làm nghề, đúng không? Riêng con xe này bố em chấp nhận là anh làm đại trà và anh công khai lên mạng. Nhưng ví dụ sau này về nó lỗi gì, kể cả chính đích thân em sửa cho bố em, do lỗi của anh sẽ chuyển tiền cho em, coi như em là người thợ em bảo hành cho anh. Hiểu ý anh nói không? Đấy là danh dự của anh, đây là số điện thoại của anh, cũng là số tài khoản. Em có theo dõi kênh của em, anh em biết anh sẽ đăng hết cả video này lên. Cái này, không tin có cả đoạn mặt em lên luôn này. Đấy. Vào đoạn video lên mặt em này. Trông em xem video này nhá. Bác cứ làm việc với bố em thôi, còn em thì xe win em không biết gì đâu. Thì biết rồi, chỉ vì không biết thì em mới để bố em mới để anh dọn. Nhưng vấn đề là bây giờ là bố em nhận xe rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ là ý là bố em nhờ em chuyển khoản đúng không? Thì em chuyển giúp anh để bọn anh còn về đi giao xe khác. Còn yên tâm là Zalo số này của anh em kết bạn đi, xong là anh sẽ cho em biết là anh như thế nào. Hiểu ý không? Đấy, đây này. Đây này, đây em nhìn qua này. Đó. Hả? Cái ý này em cũng không biết gì đâu. Anh biết rồi. Những ý anh nói là đấy, anh nói để em biết em là thợ mà. Đấy, là thợ đấy, như bố vẫn. Thực ra em thì cũng chỉ sửa xe cỏ thôi. Ôi trời ơi, khiêm tốn quá. Đây. À. Đây nhìn củ máy này được không bạn? Đây. Không, bác đây ạ. Xe số đây xiết thôi đây. À, nhẹ. Cái máy thì em làm máy đây, nhưng mà em chỉ sửa xe cỏ xe kiếc được mà đây. Con này thì em đang làm hơi làm máy đây. Ờ. Đấy thì thực ra xe Win hay xe gì cũng giống nhau mà, chẳng qua là bên nhà mình nhiều đồ có đồ thôi. Đấy. Đấy. Ok, thế trước hết là cứ cảm ơn anh em. Bây giờ là đấy, tôi có Zalo số này, bạn cứ kết bạn với tôi, rảnh thì kết bạn Zalo số này với tôi nhá. Theo dõi tôi, sau này ví dụ bố cần đồ gì thì tôi gửi đồ cho, mà tôi bảo bạn là bạn cứ thêm nắp cho bố bạn thôi. Vì bố bạn chỉ mua bạn trải nghiệm thôi. Sau này thêm tiền mua cái gì thì bạn nắp vào cho bố bạn nhá. Vâng, có gì em sẽ chuyển tài khoản cho bác. Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn nhá. Công việc đi. Đấy, chốt kèo. Đây bố đây. Ok, bố nói một câu đi. Đây này, nói chuyện với bố này. Đấy, nói chuyện với bố. Ok. Ok. Đấy. Thực ra là đấy, mang tiếng bố, không phải là bố không thích con sửa, cũng không phải là con thích sửa cho bố, mà là không chuyên anh em ạ. Cái từ không chuyên đúng không? Không chuyên. Video này mới thích nhỉ. Video lên mạng mới thật. Vì nó chuyên gia làm xe ga. À. Con xe này của bác này, sau này ví dụ bác kia nơi muốn vào cái vào kia bác bảo với cháu. Cái này là bế băng dính ấy, cái băng dính nó dính vào đấy. Vâng. Bế cho dính xe đấy. Anh lau hết này. Nói chung là cái bình xăng nó chọn quá vip ấy. Cực vip luôn. Chả biết có vip không thì kệ nó. Tên hợi vẫn còn trong đây này. Đây này. Thấy không kìa? Đây chỗ kia có chữ biển trắng trắng nhà hợi kìa. Nói chung vẫn tên bác đấy. 10 năm sau mà không phải bình xăng này, bác cứ gọi điện cháu. Đấy là cái bảo anh. Kinh khủng lắm. Bao giờ thấy tài khoản nổ thì bảo nhá Ngọc nhá. Cứ vô tư đi, cứ chờ bao giờ nó không, chắc chắn là lâu phải, nó không phải, thì thôi. Nó phải vậy không như này, không chắc chắn là cháu không ngại về vấn đề tiền. Mà để bảo thôi. Thôi bây giờ cháu bắt tay bác của cháu đi về, còn tài khoản kệ nó. Bác nghỉ ngơi đi, chỉ có ông rượu rồi. Đấy nhá. Ok, cháu cảm ơn bác nhá. Giấy tờ bác cầm nhá, giao thành công nhá. Ưng nhá. Tất cả các thứ giấy tờ bác cầm hết rồi. Đấy, không phải đấy vì không có mua cái đăng ký. Không phải là bọn cháu cẩn thận đâu, mà lên mạng bắt buộc phải cẩn thận. Thì xác nhận là giao bác xe đầy đủ uy tín. Xong xuôi và giấy tờ. Còn bác cứ về nhà bất kỳ một vấn đề gì lỗi con chị được chưa? Thì cái chìa khóa có một chìa thôi. Một chìa thôi. Rồi, một chìa ba món. Tôi làm đánh thêm chìa lưỡng được. Vâng. Ok anh em ơi, chúc kèo thành công. Bác ơi, con cứ quay đi. Con là con không uống nước được. Bác thông cảm cho con nhá. Còn tiền thì em mới cứ chuyển lúc nào là con nhận lúc đấy. Đúng không? À, cái mic đâu nhỉ? Mic đây, một mic đây rồi. Đưa rồi phải không? Vâng, đây, đây cháu cảm ơn anh em. Thôi chú cứ vào nghỉ đi. Thôi thôi thôi. Không, bác không có vẻ. Cháu nhá, chào bác nhá. Vào vào. Nhớ là có vấn đề gì điện cho cháu nhá. Ok anh em ơi, chốt kèo thành công, uy tín. Có thế nào quay như thế chứ không bao giờ em lạch lạc đâu anh em ạ. Đấy, còn mình sợ cái gì đâu mà. Bác còn chẳng sợ mình, sợ gì bác ấy. Bác chưa chuyển tiền, chẳng sợ. Nhà đây rồi. Ok anh em nhá, em về thôi. Chào tất cả anh em. Trên đường hành trình vệ về đây. Em chạy thêm một con nữa sang bên Nam Định. Anh em mua xe dọn xe theo dõi chung kia, đổ chung kia nhá. Để ta lái rồi. Cố gắng tiến độ của mình. Giao kèo cho bác trai Hưng Yên thành công. Đấy. Đây này, em có quy trình, em luôn giao xe tận nhà. Đấy.
đấy, cho anh em đi thử kiểm tra xe ok uy tín để trả tiền. Vâng.